Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Thùy Linh sẽ chia sẻ với các bạn các bước để chúng ta có thể thực hiện trang điểm đi dự tiệc tối với gam màu xanh rêu rất là thời thượng của mùa thu đông năm nay. Thùy Linh sẽ sử dụng bảng màu mắt má của dòng trang điểm Vupier. Đây là sản phẩm có thiết kế rất là tinh tế và thời thượng, sẽ giúp các bạn nhanh chóng hoàn thiện vẻ đẹp tự tin và nổi bật. Một trong những bí quyết khi trang điểm dạ tiệc đó là các bạn hãy lưu ý chọn một điểm nhấn duy nhất trên khuôn mặt, có thể là mắt hoặc là môi theo gợi ý của Linh. Còn ngày hôm nay thì chị Linh sẽ chọn đôi mắt làm điểm nhấn. Và ngay sau đây thì Linh và các bạn sẽ cùng nhau bắt đầu trang điểm nhé. Sau khi làn da được làm sạch, sử dụng nước cân bằng độ ẩm và sữa dưỡng Saranari giúp cung cấp độ ẩm, dưỡng chất cho da, bảo vệ làn da trước khi trang điểm. Lấy một lượng vừa đủ kem lót Vupier ra mu bàn tay, dùng bông tản đều kem lót theo chiều từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên bằng các đường tảng ngắn liền tay. Lấy một lượng vừa đủ kem nền dạng lỏng Vupier ra mu bàn tay, tản đều theo cách tản của kem lót. Dùng cây che khuyết Felucen White Stick để che khuyết cho các vùng như mụn, bọng mắt, khóe mắt, khóe miệng. Sử dụng phấn nền dạng nén Vupier, miết bông phấn lấy một lượng vừa đủ, tản đều theo chiều từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên bằng các đường tản ngắn và liền tay. Miết bông phấn để lấy một lượng vừa đủ phấn bột Vupier, tản đều và dậm nhẹ khắp khuôn mặt. Dùng chì kẻ lông mày Auto Step, đầu tiên tạo khuôn lông mày, sau đó tản phủ đều lông mày. Sử dụng set trang điểm mắt má Vupier. Bước 1, dùng cọ tản đều màu má 1 lên toàn bộ vùng xương chân mày và bầu mắt. Bước 2, dùng ngón tay giữa tản đều màu mắt 1 dạng sáp lên vùng bầu mắt, mí mắt trên và dùng cọ đầu nhỏ để tản đều cho vùng mí mắt dưới. Bước 3, dùng cọ tản đều màu mắt 2 màu be vàng lên vùng bầu mắt, mí mắt trên và mí mắt dưới. Dùng cọ nhấn màu mắt 3 màu xanh rêu vào vùng mí mắt trên và hốc dưới mắt trên để tạo hốc chữ V. Sử dụng màu mắt 1 và 2 lần lượt tản đều vào 1/2 bầu mắt, mí mắt trên và mí mắt dưới. Sau đó dùng cọ nhỏ nhấn màu mắt 3 xanh rêu vào 2/3 mí mắt dưới từ đuôi mắt vào. Dùng kẻ mắt nước Auto Step Eyeliner để tạo điểm nhấn cho đôi mắt. Kẻ tập trung sát vào chân mi và nhấn vào đuôi mắt. Sử dụng kẹp mi để kẹp cong mi. Sử dụng mascara chuốt đều cho hàng mi, mi trên và mi dưới. Tạo điểm nhấn thêm cho đôi mắt bằng cách gắn thêm mi giả. Sử dụng màu má 1 của set trang điểm mắt má Vupier tản vào vùng chữ T, trán, sống mũi, dưới mắt, giữa cằm để giúp nổi bật và rạng rỡ hơn cho khuôn mặt. Tô điểm cho đôi môi bằng một chút son nhẹ. Cuối cùng, xịt khoáng Munich để giúp tăng cường hiệu quả bảo vệ da và duy trì lớp trang điểm bền lâu.